Hi cả nhà, thì hôm nay Liên giới thiệu cho cả nhà một em xe mà bên Liên lên full phụ kiện luôn, Exciter 155 màu vàng nha cả nhà. Phụ kiện hôm nay thì Liên sẽ tập trung vào em cái phụ kiện màu sắc cùng với màu của dàn áo xe luôn ha. Exciter 155, một cái tem mà cũng khá là quen thuộc rồi ha. Cái tem màu này thì cửa hàng Liên sơn lên cũng rất là nhiều chiếc rồi. Không chỉ là màu vàng đâu, màu xanh, màu hồng, màu đỏ, màu tím gì đó với Liên sơn, cái tem này rất là nhiều luôn, thì mình thấy là khá quen thuộc rồi ha. Và tem này thì bên Liên tự thiết kế này, rồi cũng như là bên Liên sơn trực tiếp lên xe luôn, nên là mình không phải là lo là tem dán bong tróc đâu nha cả nhà. Thì hôm nay Liên sẽ chú trọng cho cả nhà xem được là em này bên Liên có lên phụ kiện rất là đẹp luôn. Đặc biệt á, khi mình trực tiếp mình nhìn vào xe là thấy hai cặp mâm màu vàng như thế này rất là bắt mắt luôn nha cả nhà, và cực kỳ là nổi bật luôn. Đặc biệt nữa kết hợp với màu xe như vàng như thế này rất là hợp luôn nha cả nhà. Rồi mình đi từ đầu xe đi xuống này. Ở phía dưới thì Liên thấy được là có cái chống đổ trước này. Những cái phụ kiện chống đổ trước sau này Liên cũng sẽ có màu vàng luôn nha. Hôm nay Liên làm màu bạc kia là bởi vì xe nó quá vàng rồi nên làm thêm màu bạc nha cả nhà. Đó, ở trên này thì Liên sẽ có được cái cặp tay thắng là màu bạc này, màu vàng Liên cũng có luôn nhé, em thích full vàng thì Liên cũng sẽ có luôn này. Bao tay đen vàng đấy cả nhà. Đặc biệt nữa là Liên sẽ lên những cái titan này, cái viền titan, ốc titan này, viền đồng hồ titan luôn này cả nhà. Rồi ba ga titan luôn này đó. Rồi phiên sau này thì Liên lên được là cái chống đổ sau có cái cặp te đó cả nhà. Anh chị em mình nếu mà đến cửa hàng Liên mình muốn gắn luôn cái cặp phuộc, bên Liên cũng sẽ có luôn phuộc đó nhá. Phuộc Liên sẽ có phuộc Olin nha cả nhà. Đó lắp bình dầu luôn và đi xe nó sẽ hỗ trợ mình trường hợp mình đi đường á, dầu bơm trực tiếp vào ống phuộc mình đi khá là êm luôn. Đó, bên này Liên có lên cái ốp vô carbon này cả nhà. Và carbon rất là sang. Hôm bữa thì khách hàng Liên có tưởng cái này là cái đồ mình thay luôn, thật ra cái này là cái ốp vô bằng carbon đó nha cả nhà, chứ không phải là mô-zin của em xe đâu nhá. Rồi, em này thì hiện tại là Liên lên từ phiên bản là khóa smart key này. Em này thì khóa key thì bên tay trái sẽ có được cái cổng sạc USB như thế này này. Anh em mình tới cửa hàng Liên mua xe thì mua xe mới cắm là mình sẽ sạc pin ok luôn nhá. Đó. Giá cả em này á là về phần giá xe nhá, hiện tại là Liên đang bán là 45 triệu là khóa smart key và đã bao gồm chi phí sơn xe ha. Tới cửa hàng mua xe mà có liên hệ trước với Liên hoặc có qua YouTube của Liên thì Liên sẽ giảm trực tiếp cho mình là 2 triệu đồng nha. Ngoài ra nãy giờ mình tới cửa hàng mua xe mà cứ liên hệ với Liên đi thì Liên sẽ ngoài nhận giá xe 2 triệu thì Liên sẽ xin sếp hỗ trợ cho mình cái giá hết sức là ưu đãi nhất cho mình luôn, nên là tới cửa hàng mua xe thì nhớ liên hệ với Liên ha. Ngoài ra nữa thì bên này nhìn mình là lên phụ kiện như thế này đây nè. Đó, phụ kiện nhiều như thế này đây thì Liên sẽ giảm cho mình là từ 10% đến 70%, tính ra là giảm khá là nhiều luôn nhé cả nhà. Em này nếu mà cả nhà mình thích phiên bản khóa chìa mà không thích khóa smart key thì Liên cũng sẽ có luôn nhé. Khóa chìa thì rẻ hơn khóa smart key là 700 ngàn là 44 triệu 300 ha. Liên giảm 2 triệu còn là 42 triệu 300 đối với phiên bản khóa chìa nhé cả nhà. Góp thì mình đưa trước từ 5 triệu là mình có thể ring xe rồi nha cả nhà. Điều kiện là từ đủ 18 tuổi trở lên này. Đó, là nếu anh chị em mình mà ở xa chẳng hạn mình không ghé cửa hàng mua xe được á, thì mình mua tiền mặt Liên sẽ có hỗ trợ ship xe về tận nơi cho mình luôn nhá. Và đặc biệt nữa là bên cửa hàng Liên còn có rất là nhiều màu sơn 3D đẹp luôn nha cả nhà. Thì anh chị em mình muốn tham khảo màu xe thì cứ nhắn tin trực tiếp qua Zalo cho Liên để dưới màn hình đó, là 0985794100. Liên sẽ gửi tất cả những màu xe cửa hàng cho mình tham khảo ha. Hoặc là ở xa mình không ghé được thì Liên sẽ có hỗ trợ ship xe về tận nơi cho mình nếu mình mua tiền mặt nha cả nhà. Đó. Và cửa hàng Liên thì ở đường DT741, khu phố Phú Nghị, Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Anh chị em mình nào gần cửa hàng thì thấy trực tiếp cửa hàng rồi alo cho em Liên nhé. Cảm ơn cả nhà. Bye bye.